Xin chào toàn thể quý anh chị em đã quay trở lại với video của đồng hồ duy đích rất vui được gặp lại các bác trong video review sản phẩm và để đáp ứng cho anh em được hai cái yếu tố đó chính là một chiếc đồng hồ Oran sang trọng lịch lãm và chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ thuộc phân khúc tầm trung với cái mức tiền vừa phải và dễ dàng chi trả cho một chiếc máy cơ thì các bác có thể tham khảo và theo dõi cũng như là tìm hiểu thêm qua cái sản phẩm trong video này nó sẽ đáp ứng được cho các bác hai cái điều đó và cụ thể hơn thì chúng ta sẽ có một chiếc Oran sang trọng lịch lãm với dòng thiết kế đồ mi vàng và sẽ có cỗ máy và độ hoàn thiện rất là ổn định trong tầm giá. Chiếc này thì dự định sẽ có một cái sản phẩm uh, cũng được order tại thị trường Nhật nội địa và gửi về Việt Nam cho các bác có thể tham khảo sở hữu sản phẩm này đang sẵn ở kho của đồng hồ dự định. Chiếc này thì sẽ có một cái mã số để cho chúng ta có thể tra cứu đó chính là SR 2G001W0. Và bản máy của Oren này thì chúng ta sẽ có thuộc dòng phong cách Redwood Có nghĩa là cơ bản thanh lịch và giữ vẫn giữ vững được một cái nét đó chính là sang trọng và lịch lãm Với một cái dòng của Oren 3 kim một lịch Chiếc này thì nó có độ hoàn thiện là tương đồng với những chiếc Oren Star đời đầu Và sẽ có độ hoàn thiện tương tự như thế Tuy nhiên thì bản này có mức giá mà dự định mua được khá hơi Cho bác trong thời điểm hiện tại chỉ có là 3 triệu 950 ngàn dành cho một chiếc Oran Canic sang trọng và nó sẽ có những ưu điểm nào. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Trước tiên thì sẽ có một cái sản phẩm có kích thước vừa phải dễ đeo, đó chính là size mặt 40, phù hợp cho các bác có chu vi chu vi cổ tay trung bình tầm khoảng 15 đến 17. Có thể sở hữu cái sản phẩm này. Và cái thứ hai nó về độ hoàn thiện bên ngoài thì các bác sẽ có một bộ kính sapphire chống xước hoàn toàn và tuyệt đối chống va đập cho các bác trong quá trình sử dụng và cái thứ hai về cái thiết kế đó chính là một bộ dây thép đúc nguyên khối dây thép đúc rất chắc chắn như những chiếc star luôn và chúng ta sẽ có được ghép lại với 5 chỉ có hai chỉ đường mi đánh bóng đó là về phần dây và phần khóa của chúng ta cũng có một bộ khóa thép đúc đạc CNC của Oren Star luôn. Đó, khóa bấm hai bên. Có logo của Oren Và chiếc này là một chiếc máy mới nguyên siêu. Được duy định mua tại thị trường Nhật Bản. Còn về cỗ máy thì anh em cùng chiêm ngưỡng cỗ máy là cái cỗ máy được đánh vân, đánh vân xước với cái phong cách thiết kế của Orange Star đời đầu. Cỗ máy được trang bị là 48749 với 21 chân kính, tần số dao động là 21.600, độ chữ có tối đa là 40 giờ. Và chúng ta sẽ có một cỗ máy được đánh vân và độ hoàn thiện bên trong rất tốt. Đó. Và khả năng kháng nước của sản phẩm lên tới 53, kính sapphire được sản xuất bởi nhà máy Orange Watt và chúng ta sẽ có một cỗ máy min Japan được sản xuất và lắp ráp tại thị trường Nhật Bản. Chiếc này thì cũng có cái mức giá rất là hợp lý cho các bác. Đó chính là 3 triệu 950 ngàn thì chúng ta đang có một bộ kính sapphire chống xước và chúng ta có một cỗ máy cơ tự động và cái thứ ba chúng ta sẽ có một cái độ hoàn thiện nó tương tự với những cái dòng Orient Star là cái dòng cao cấp mà cái mức giá chi trả chỉ bằng một chiếc Orient máy thường nó rất là cân xứng và nó được gọi là phiên bản có mức giá hơi cho bác có thể tham khảo trong cái thời điểm này còn về thân vỏ và thiết kế nó cũng rất là sang trọng với toàn bộ thân vỏ được đánh phay bóng phần mặt số của chúng ta sẽ có là mặt trắng kim cọc vàng núm chỉnh cũng được mạ vd màu vàng và, và sai mặt là size 40 dễ lên tay nhé các bác và em sẽ nên thử ướm cho các bác có thể biết được nếu các bác không xem được thì các bác chỉ cần đo cái cổ tay của mình là có thể biết được cái cổ tay của các bác có thể sở hữu cái xe mặt bao nhiêu tay của em ở trong video này là chỉ 15.5 thôi tay không to tuy nhiên thì sở hữu cái sản phẩm này rất đẹp vừa phải về phần tay càng, phần dây và phần mặt số rất là ôm tay đó là toàn bộ những thông số chi tiết mà rất đáng mua cho các bác mặt trắng trải tia đó, mặt trắng trải tia có những cái hiệu ứng bắt sáng rất là tốt và chiếc này có dạ quang nhé có dạ quang để phục vụ cho các bác theo dõi giờ vào buổi tối hoặc là cái nhu cầu cái môi trường thiếu ánh sáng vẫn có thể dèm giờ được và chúng ta sẽ có dạng kim bút chì to bản có dạng quang ở trên thân kim và với chiếc này thì tình trạng là máy mới 100 nguyên siêu đầy đủ hộp sổ giao lưu cùng các bác mức giá gần như là cái mức giá siêu hơi và chúng ta sẽ có đầy đủ hộp sổ chính hãng của Oran và đi kèm với một phiên bản hộp nhật nội địa các bác quan tâm thì có thể ủng hộ dự định qua số online 086 214 8486 để được tư vấn và hỗ trợ và cũng mong anh em bớt chút thời gian like share video và đăng ký kênh đó là những cái hành động mà em có thấy rất là tuyệt vời và ý nghĩa và cảm ơn các bác rất nhiều đã có thể theo dõi video đến cái thời điểm này à, em xin khép lại video tại đây nhé hẹn và gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo xin chào và gặp lại